Rồi quý vị ơi, bonsai 1729, một cây kim giòn 280k bao ship toàn quốc. Đây nè, cái tàn cây kim giòn nè, khổng lồ luôn ha, con đại bàng nha, tàn trà bá lửa luôn nha. Để cho coi chai trà xanh trước đi. Cây kim giòn này là nó dài dữ lắm rồi nha quý vị, cái gốc nó bự ngang ngửa với chai trà xanh nha. Nè coi nó sần sù nè, đế nó đây nè. Rồi nha, ở trên quay xuống nó đang ra bông nè nha quý vị. Đó nè, cái tàn đó quý vị thấy không, nè cái tay tôi nè. Đó rồi, 280k nha, có đế có đấm đàng hoàng luôn này nha quý vị, dáng nó bay bay luôn nha. Rồi đây nè, quay kỹ lại một cái nữa nè. Đó rồi, gốc nó đây. Trời, đây nè. Đó, quay cái mặt sau luôn cho quý vị xem nha. Đây nè, bên hông nó nè, thấy không, mấy cái cây này là có vài cây chứ đâu có nhiều. Hàng này mua rẻ bán rẻ, hữu nghị cho quý vị, giá hữu nghị cho quý vị thôi. Cây kiếm vài chục ngàn, ngày nào tôi cũng đóng mười mấy 20 thùng hết trơn, có người mua 3-4 lô luôn đó, vậy đó. Bán nghe ngon quá, bán 3-4 lô chứ lợi có trăm mấy ngàn bạc, 3 lô lợi trăm ngoài là dữ lắm rồi nha quý vị. Cái gốc trà bá lửa này, chai trà xanh đâu rồi, đây nè, thì thấy không, cây kim tròn ở gốc nó muốn bự hơn chai trà xanh luôn nè ha. Đó, ở đâu kiếm cây này mua 280k. Có cái thằng này nó bán văn nghệ cho tôi, nó bán solo rồi nó còn mấy cái lời nó bán rẻ tôi mới bán quý vị vậy, chứ cái cây này không đi mua 300 ngàn luôn nha quý vị. Nói thiệt chứ quý vị á, cây này không ha, nó uống ra vài bản tí xíu nó bán 500-600 ngàn luôn nha. Đó, cành nhánh nó phân bố cục đầy đủ hết trơn rồi, tại tùm vậy nè, về mình làm lại mình chơi ha, cành nhánh nó có đầy đủ trong đây trơn luôn rồi, lùng nó này nha, sumo nó này nha. Rồi thôi, 280 bao ship, anh nào quen ship code là chuyển khoản nha, đúng luôn.